Dạ rồi, xin mến chào quý cô chú bác anh chị gần xa yêu thích mai vàng và đậm mai cây kiển trên cả nước ạ. Rồi hôm nay thì kênh Mai Vàng Bến Tre ha có tiếp tục ghé vườn của chị Thủy để chị Thủy quay giới thiệu với cô chú anh chị gần xa mình lô mai giống ghép gốc quấn thân ha, thân lắc ha, bonsai để cho cô chú anh chị mình lấy bo lấy giống. Thứ nhất là lấy bo lấy giống, thứ hai là cô chú anh chị mình cũng có thể mà chăm lại để mà mình cho Tết năm 2023. Thì hôm nay vườn của chị Thủy giao lưu cũng có khá là cũng có vài giống thôi cô chú anh chị ha. Thì lô này chị Thủy cũng không có nhiều, thì cô chú anh chị mình mua thì cô chú anh chị mình nên thủ mua ha, tại vì nói chung là lên thì nói chung là lô này là giá cũng hữu nghị, là cô chú anh chị mình mua tranh thủ mua để nhiều khi là hết là mình không thể nào mình mua được cô chú anh chị ha. Thì hôm nay thì chị Thủy giao lưu là có cúc nhị đỏ và cúc thọ hương cô chú anh chị mình ha. Thì cô chú anh chị mình mua loại nào thì cứ liên hệ với chị Thủy ha, muốn mua cây nào thì liên hệ ngay, mình thích thì mình mua liền, đây là mình mua đi cô chú anh chị ha. Thì tại cái lô này thì cũng không có nhiều, là cô chú anh chị mình tranh thủ nha. Rồi thì không làm mất thời gian của cô chú anh chị nữa, mình giờ gặp luôn bà chủ để bà chủ giới thiệu và giao lưu nha. Dạ rồi, dạ chào bà chủ ơi. Rồi hôm nay anh tải lại kênh Mai Vàng Bến Tre thì em cũng xin chào cô chú bác anh chị gần xa để yêu thích mai vàng nha. Rồi rồi hôm nay tải lại kênh thì em giao lưu với cô chú anh chị em mình một số mai cúc lá gai, cúc lá gai bông gấc. Yeah. Rồi một cây cúc lá gai hả cô chú anh chị, là cúc lá gai và cúc nhị đỏ và thọ hương và bạch mai nữa hả cô chú anh chị. Thì bữa nay em lên cũng được mấy giống ha. Rồi thì em không làm mất thời gian nữa, thì bây giờ em vô cây mã đầu tiên là mã số 1 nha cô chú anh chị. Rồi mã số 1 là một cây cúc lá gai, cúc lá gai thân lắc rất là đẹp nha cô chú anh chị. Rồi 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 mã 1M nha cô chú anh chị. Rồi, 1M là cây dạo lá gai, cúc lá gai. Ủa cây cúc lá gai nên em nói lộn. Dạ hoành thân được 9 nha cô chú anh chị. Cái cây này thì nó già mùi, em ghép được 1 năm rồi ha. Em coi tàn tàn rất là đều nha. Chiều cao được 45. Rồi cây đang lên tược xâm xê. Dạ tán ngang là 50. Rồi dạ. Rồi một cây đầu clip hôm nay thì em xin giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là chỉ 7,5 thôi nha cô chú anh chị. Rồi 7,5 ha. Rồi tiếp theo cây mã số 2M. Dạ tiếp theo mã số 2M, đây là một cây cúc nhị đỏ nha cô chú anh chị. Rồi, cúc nhị đỏ ha. Cây này ghép được 4 bo lớn nha cô chú anh chị. Thân lắc rất là đẹp nha. Mấy cây này thì em ghép chung một lô thì nó được già mùa rồi ha cô chú anh chị. Rồi. Dạ hoành thân tại điểm này là mình được 9, yếu một chút xíu ha, em tính 8 nha cô chú anh chị. Rồi. Dạ chiều cao là 45. Rồi. Dạ tán ngang là 37. Rồi. Dạ rồi một cây cúc nhị đỏ này thì em xin giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là chỉ là 500.000 thôi nha cô chú anh chị. Rồi 500.000 mình bao phí ha bà chủ. Dạ 500.000 là em bao phí ship cho cô chú anh chị em gần xa mình nha. Rồi. Dạ rồi tiếp theo mã 3M. Rồi. 3M cũng là một cây cúc nhị đỏ nữa nha cô chú anh chị. Rồi cúc nhị đỏ mã số 3M. Bông rất là to, bông rất là đẹp nha cô chú anh chị. Cái này cũng được 4 bao lớn nha cô chú anh chị. Tàn tùm xoay đẹp luôn, ấm tàn. Nhà hoành thân được 9 ạ. Rồi. Chiều cao là 44 ạ. Rồi. Tán ngang là 44 luôn ạ. Rồi. Dạ rồi một cây nhị đỏ này thì em xin giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là 550.000 nha cô chú anh chị. Rồi 550.000 ha. Rồi mình đổi cây nha. Rồi tiếp theo cây mã số 4M. 4M. Dạ tiếp theo mã số 4M là một cây cúc thọ hương nha cô chú anh chị. Một cây cúc thọ hương em ghép được 1 năm rồi ha. 1 năm mấy rồi. Được 4 bao lớn rồi cô chú anh chị, tàn xum xuê. Cái này là em con tàn sẵn rồi ha, là cô chú anh chị em mình mua về chỉ chăm thôi và thay cho em nó một cái chậu mới ha. Thì cây mình Tết nay mình chơi bông rất là đạt, rất là chuẩn ha, vì cây nó cũng đã già ha cô chú anh chị. Dạ hoành thân tại điểm này được 8 nha cô chú anh chị. Rồi. Dạ chiều cao là 51. Rồi. Dạ tán ngang là 46. Rồi. Dạ rồi cây cúc thọ hương mã 4M này thì em xin giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là 600.000 nha cô chú anh chị. Rồi 600.000 ha. Rồi mình đổi cây nha. Rồi tiếp theo mã số. Dạ tiếp theo mã số 5M. Rồi 5M. Dạ 5M cũng là một cây nhị đỏ nữa nha cô chú anh chị. Rồi cúc nhị đỏ ha, cây này ghép được 5 bo lớn nha cô chú anh chị, tàn xum xê kẹo tàn ấm tàn tàn tròn đều luôn, gốc rất là đẹp ha.
gốc bộ ấy nó nâng lên, nó đưa lên làm như cái đế nơm cong lên, nó rất là đẹp lắm cô chú anh chị. Rồi, cho xin thông số luôn nha bà chủ. Dạ, hoành tại điểm này được 8 nha cô chú anh chị. Rồi, hoành là 8. Dạ, chiều cao là 47. Rồi. Dạ, tán ngang cũng là 47 luôn nha cô chú anh chị. Rồi. Dạ rồi, một cây này thì em xin giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là 650 nha cô chú anh chị. Rồi, 650 ha. Rồi, mình đổi cây nha. Rồi, tiếp theo cây mã số 6M. Rồi, 6M. 6M là một cây cúc nhị đỏ đó nha cô chú anh chị. À, cũng như là cái lô này thì em ghép nhị đỏ hết ha. Mà cái này nó cũng có đốc, nó bông nó tổ hộ nè cô chú anh chị, thấy cái bông nó tổ, nó làm dây làm như là cúc phượng thanh trân ha. Nó đơm lên nè, thấy thương hết sức ha. Rồi. Không biết nó ra sao đó cô chú anh chị. Cô chú anh chị em mình mua về mà ra tược tổ bông như vậy thì cô chú anh chị mình ngon lắm luôn. Quỳnh thân là được 8 nha cô chú anh chị. Rồi, quỳnh 8. Dạ. Cái này thân lắc rất là đẹp ha. Cái này là em bấm tàn, em bấm ngọn rồi rồi hết trơn rồi. Cô chú anh chị em mình về là chỉ chăm và chơi Tết thôi. Là chiều cao là 42. Dạ, tán ngang là 45. Rồi. Dạ rồi, một cây này thì em xin giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là 700 nha cô chú anh chị. Rồi, 700 ngàn ha. Dạ rồi, mình đổi cây luôn nha. Rồi, tiếp theo cây mã số 8. Dạ, cái tiếp theo là mã số 7M. Rồi, 7M. 7M là một cây cúc nhị đỏ nữa. Rồi, ghép được 4 bao lớn nha cô chú anh chị. Gốc nè, quấn rất là đẹp nha cô chú anh chị, lắc rất là đẹp ha. Thân rất là dễ thương nha. Rồi, ngược bề bà chủ ơi. Hoành thân được 9,5, em tính 9 nha cô chú anh chị. Rồi. Dạ, chiều cao là 41 ạ. Rồi. Dạ, tán ngang là 39 ạ. Dạ rồi. Dạ rồi, một cây cúc nhị đỏ mà 7M này thì em xin giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là 750 nha cô chú anh chị. Rồi, 750 nha cô chú anh chị. Rồi, mình đổi cây ha. Rồi. Rồi, tiếp theo cây mã số 8M. 8M. Dạ, 8M là một cây cúc thọ hương bo ha cô chú anh chị. Rồi, cây đang đi được, đi tuột rồi nè, phát triển rất là tốt, rất là khỏe nha cô chú anh chị. Cây này thì cô chú anh chị em mình yên tâm ha. Rồi, cây ghép được 4 bo ha. Hoành là được 9,5 rần 10 ha. Em tính 9 nha cô chú anh chị. Rồi, cái thân ở dưới này như một con rắn đang bò ở dưới này luôn cô chú anh chị. Cái thân dáng nằm rất là đẹp nha. Rồi, thông số chiều cao tán ngang, cây tàn rất là tròn, rất là đẹp ha. Chiều cao là được 42. Rồi. Dạ, tán ngang là 40. Rồi. Dạ rồi, cái này thì em xin giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là 650 nha cô chú anh chị. Rồi, 650 ha, mình bao ship hả bà chủ? À, 650 là em bao phí ship cho cô chú anh chị em mình ha. Là cây mình ghép được là 1 năm mấy rồi nha cô chú anh chị. Rồi. Rồi, tiếp theo cây mã số 9M. Dạ, 9M cũng là một cây cúc thọ hương nữa nha cô chú anh chị. Trời ơi, cái cây này bệ đế quá chừng cái bệ đế. Quá trời, cái bệ đế đẹp luôn. Bệ đế vừa tròn luôn, trong cái thùng xây này luôn. À, khi cô chú anh chị em chốt cây thì em đóng lại nguyên cái thùng này hang về cô chú anh chị em mình cho cây mình vô cái một cái chậu cho lớn hơn nha cô chú anh chị, để cho cây mình nó đủ sức ha. Tại vì cái này là em chưa có thai nha cô chú anh chị, em con chứ em chưa thai. Rồi, mình nuôi hồi năm rồi ha. Nuôi năm rồi, em con lại em chưa có thai. Rồi. Hoành thân được 10 ạ. Rồi, hoành thân là 10. Chiều cao là 41 ạ. Rồi. Tán ngang 41 luôn ạ. Rồi. Dạ rồi, một cây này thì em xin giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là 700 ngàn, em bao phí ship cho cô chú anh chị em mình nha. Dạ rồi, mình đổi cây luôn hả bà chủ. Rồi, tiếp theo mã số. Dạ, tiếp theo mã số 10M. 10M. Dạ, 10M cũng là một cây thọ hương dáng lắc luôn hả cô chú anh chị. Dáng y như một con rồng ha. Đó. Cô chú anh chị em mình thấy rất là đẹp ha. Ghép được 4 bao lớn nha cô chú anh chị. Thân rất là đẹp nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị thấy ăn đây nè, hai chân trước nó nhỏ, hai chân sau nó to ha. Rồi. Nó làm cái dáng rất là đẹp nha. Hoành thân mình là có 7,5 hả nha cô chú anh chị. Em rồi. Tính 7 nha. Dạ, chiều cao là 49. Dạ, tán ngang là 37. Rồi. Dạ rồi, một cây này thì em xin giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là 550 nha cô chú anh chị. Rồi, 550 ha. Rồi, mình đổi cây nha. Rồi, tiếp theo cây mã số 11M. Dạ, tiếp theo mã số 11M là một cây cúc nhị đỏ nè cô chú anh chị. Mấy cây này thì nó già mùa nên nó tàn, nó ấm kẹo tàn hết rồi.
cô chú anh chị mình về là chăm Tết là tàn dữ dằn luôn. Bộ đế thì cái lô này cây nào cũng đẹp hết nha cô chú anh chị. Rồi, cái này ghép cũng được 5 bo nha cô chú anh chị. Rồi. Nếu quanh tại điểm này là mình được 9 mà yếu chút xíu em tính 8 nha. Rồi. Chiều cao là 45. Tán ngang là 41. Rồi. Dạ rồi, một cây này thì em xin giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là 700 ngàn nha cô chú anh chị. Rồi, 700 ngàn ha. Dạ. Rồi. Mình đổi cây ha. Rồi mã số 12M. Dạ ha. Tiếp theo mã số 12M là một cây cúc phượng thanh trân nha cô chú anh chị. Bông sâu chuỗi ha. Rồi, cái này tàn xum xuê luôn cô chú anh chị, lấy bo rất là nhiều nha. Nếu lấy bo ra thì được rất là nhiều luôn. Cây tàn rất là ok nè. Gốc nè cô chú anh chị, rất dễ thương nha. Ghép được 3 bo lớn cô chú anh chị. 3 bo mà tàn rất là ok ha. Cái này ghép khoảng 6 tháng cho bà chủ. Cái này ghép tầm giá 6 tháng trở lên này. Hoành thân là gần 11 nha cô chú anh chị, yếu chút xíu em tính là em tính là 10 ạ. À. Dạ chiều cao là 55 ạ. À. Rồi. Dạ tán ngang là 52 ạ. À. Rồi. Dạ rồi một cây cúc phượng thanh trân này thì em xin giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là chỉ là 1 triệu mốt thôi nha cô chú anh chị. Rồi 1 triệu mốt bao phí hả bà chủ? 1 triệu mốt là em bao phí ship cho cô chú anh chị em mình ha. Rồi, mình đổi cây luôn nha. Rồi, tiếp theo cây mã số 13. 13M. Rồi 13M. 13M là một cây bạch mai nha cô chú anh chị. Rồi bạch mai đọt hồng hả bà chú? Đúng rồi, bạch mai đọt hồng ạ. Rồi cây này đang lên đọt hồng rất là đẹp nha cô chú anh chị. Nè, có một số lá tại vì nó ngoài nắng, để ngoài nắng là cái này là em không nha. Em không có để trong nhà lưới nha cô chú anh chị. Đó, nên là cây lên phát triển được như vậy rồi thì cây rất là khỏe cô chú anh chị nha. Giống rất là khỏe. Quanh thân tại đây là mình được 8,5 tính 8 nha. Rồi. Chiều cao là 64. Tán ngang là 45. Rồi. Dạ rồi, một cây này thì em xin giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là chỉ 750 thôi nha cô chú anh chị. Rồi, 750 ha. Rồi mình đổi cây luôn nha. Rồi, tiếp theo cây mã số 14M. Dạ tiếp theo mã 14M cũng là một cây cúc phượng thanh trân nữa nha cô chú anh chị. Dạ 14M là cây cúc phượng thanh trân cũng là một cây cuối clip hôm nay luôn nha. Rồi. Cái này ghép được 4 bao lớn nha cô chú anh chị. Thân lắc đẹp nha. Rồi. Dạ quanh tại điểm này là mình gần được 12 ha, yếu chút xíu em tính 11. Rồi. Chiều cao là 65. Tán ngang là 57. Rồi. Rồi một cây cúc phượng thanh trân này thì em xin giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là chỉ 1 triệu thôi nha cô chú anh chị. Rồi 1 triệu bao phí ha bà chú? 1 triệu là em bao phí ha, vì cúc phượng thanh trân thì em còn không có nhiều nữa, em còn có vài cây nên em bán giá hữu nghị cho cô chú anh chị em mình luôn ha. Rồi. Rồi mà cây cuối clip mình chào hết luôn nha bà chủ. Rồi cây này cũng là cây cuối clip ha, em cũng chân thành cảm ơn cô chú bác anh chị em gần xa đã ủng hộ em những clip vừa qua và đã yêu thương và ủng hộ. Nên em cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều ha. Và em nhắc lại số điện thoại của mình là số điện thoại của em là 034 832 2142 và một số nữa là 039 964 1634 nha cô chú anh chị. Rồi em cũng xin cảm ơn cô chú anh chị đã xem hết clip ạ. Rồi, em cũng thay mặt cho kênh Mai Vàng Bánh Tre cũng như là chị Thủy cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi hết clip và ủng hộ cho chị Thủy trong suốt thời gian vừa qua. Trong quá trình quay clip có gì sơ suất cũng mong cô chú anh chị rộng lòng bỏ qua ha. Luôn luôn tin tưởng yêu thương và ủng hộ kênh Mai Vàng Bánh Tre cũng như là tất cả các nhà vườn của kênh. Cô chú anh chị mình ơi, thì kênh Mai Vàng Bánh Tre ha, chuẩn bị cho ra mắt nhiều cái giống mai mới, chuẩn bị cho lên thị trường nhiều cái giống mai mới của chú anh chị ha, cho lên thị trường nhiều giống mai mới. Là nói chung là những cái giống này thì đã tung ra thị trường rồi, nhưng mà bên em chưa có số lượng nhiều, mốt bên em sẽ tung ra rất là nhiều. Cô chú anh chị mình nhớ bấm đăng ký kênh để khi bên em cho ra thì cô chú anh chị mình có thể nhận được thông báo để vào xem sớm nhất để mua được những cây mai giống giá rẻ của chú anh chị nha. Và em cũng xin chào và hẹn gặp lại ạ.